ba tan 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 Xin chào mọi người, nhà đây Long Sơn. Long Sơn đây đang ở trực đảo trực Ninh Nam Định đấy. Long Sơn đang ra gặt, ra đồng gặt lúa, nhưng mà đang chờ máy gặt cho nên ngồi đây chờ cả đảo. Mọi người nhìn thấy Long Sơn có cái mù rất là đẹp. Ấy đỏ rồi con ơi. Xếp đây à? Đất này lên làm sao ấy được dồ vậy? Đấy. Hơi xa quá không nhìn thấy rõ. Ông ra đây ông nhảy con quay lên rồi. Nhảy đoàn thôi. Nhảy chứ đúng không? Ông nhảy một đoàn. Một lúc thôi. Nó vấp là lại rơi đấy. Đây cho anh chị. Vâng. Dạ. Đi xuống rồi. Ra đi. Ra đi chơi. Thu đang thu bà xu lúa đây. Bà cứ trồng. Tí thế là tối nay nó phát lên bà về bà. Bà cứ trồng mông đít thì trồng mọi người xem. Dạ. Không có ai đây à? Đấy, bà cứ mượn xe đây. Mượn xe chở. Đó.
đâu đưa con chờ chưa nào. Đường là cái chú đây chờ cho ba. Dạ. Vâng. Thôi phải chờ cho ba chuyến. Nhảy đi, vừa đi vừa nhảy, tăng. Nhảy đi. Nhảy. Cảm ơn chị. Nhảy đi. Người dân làng Sở đang tập trung ra đồng để thu hoạch lúa. Bà con nhá. Bà con nhìn thấy cảnh làng Sở ra đồng thu hoạch lúa không? Lúa của làng Sở Trực Đào Trực Ninh năm nay rất là được mùa. Lúa chín vàng ươm rất là đẹp. Mọi người nhìn trên khuôn mặt của bà con là biết là lúa được mùa hay là không được mùa. Khuôn mặt cứ cười tươi rói như thế là kiểu gì là lúa được mùa. Nhân dân làng Sở hôm nay, mấy hôm nay rồi thu hoạch. Hiện nay thì ở trên những cái cánh đồng này là còn một ít ruộng nữa thôi. Mọi người đã thu hoạch gần hết rồi. Mọi người nhìn thấy đồng ruộng lúa chín vàng ươm, toàn hạt là hạt thôi. Ở dưới cánh đồng hiện nay chỉ còn lúa và một số người.
và có một cái máy gặt đang gặt. Đây hiện nay là cái máy gặt này nó đang gặt lúa cho ông Sơn, ở làng Sở Trực Đạo. Ông Sơn người gầy gầy, ông Sơn trông bà tú. Đây mình lại quay người ông Sơn cho mọi người xem. À, Sơn hiện nay được một hai bao rồi, hai bao đang chuyển lên lên đường rồi. Đây, mọi người nhìn thấy là cái máy gặt nó đang đẻ ra lúa, đẻ ra những cái bao tải lúa để cho người dân mang về, giống như bên kiểu mà con gà mà đẻ trứng á. Đây cái máy gặt nó đang đẻ ra những cái bao tải lúa đấy. Hiện nay ông Sơn là được cái máy gặt nó đã đẻ ra được 4 bao tải rồi. Đây, chuẩn bị là được 2 bao tải nữa. À chưa được. Tí nữa. Tí nữa đó này, này một lần 4 bao. Mình ở chơi đấy để lúc nào
cho cái máy gặt này nó đè hết. Đây cái bao tải này máy gặt nó đè ra bao này nặng cho nên hai cô này tí là vứt xuống cái bờ mương. Tải nó có được tiền không đấy? Ông Sơn đang chơi. Đây mọi người nhìn thấy rõ cái khuôn mặt của ông Sơn không? Ông Sơn là chồng của bà Tú đấy. Ông Sơn hiện nay là đang mong muốn là để con gà kia nó đẻ lúa. Đấy là hai bồ con này. Chưa, úi giời, cũng để thầu báo một lần đấy. Thôi bây giờ mình phải xuống khiêng với ông Sơn vậy. Chứ mình mà thấy ông Sơn khiêng nặng mà mình ngồi đấy mình quay video này cũng không nở lòng. Thôi bây giờ mình phải xuống khiêng lúa với ông Sơn thôi. Khiêng được một bao cũng cứ xuống thôi.